Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Cường sẽ ra một cái video Cường test trải nghiệm cũng như là review cho mọi người chúng ta thấy ở trên một cái bộ loa xịn cao cấp. Chúng ta dùng gia đình thì chúng ta dùng vang số hay là dùng mixer, và cũng như là để trả lời các cái câu hỏi của một số khách hàng rằng là cái bộ loa xịn này thì chúng ta dùng vang số liệu có được không. Thì trước khi trải nghiệm, chưa cần trải nghiệm thì mình cũng có một chút khẳng định, đó là cho dù một cái chiếc vang số nó có cao cấp cỡ nào thì cũng không có thể nào mà nó mang lại được một cái chất âm và gọi là các tính năng được như một cái mixer mọi người nhé. Tại vì cái điểm đầu tiên là trên cái vang số, nếu chúng ta sử dụng cái auto feedback quý chị, hay chúng ta thường gọi là chống hú đấy, thì khi mà chúng ta bật chống hú lên thì lúc chúng ta mở cái micro lên nó sẽ có cái hiện tượng bị ùm cái micro nha. Nói chung là cái tiếng nó có sự cố nha. Nó có một chút sự cố trong cái tiếng micro. Tuy nhiên thì chúng ta phải nghe thiệt kỹ thì chúng ta mới biết, và chúng ta dùng so sánh giữa mixer và vang số thì chúng ta mới biết được cái vang số nó có lợi như thế nào và cái mặt trái của nó như thế nào, mặt phải như thế nào quý anh chị nha. Thì trong cái clip này Cường sẽ test trên cái bộ loa cao cấp, đó là loa FPT CS1000. Với cái bộ loa này thì nó rất là đa dụng. Chúng ta có thể đánh trong phòng hoặc là đánh ngoài trời quý anh chị nha. Trong phòng và ngoài trời chúng ta đều có thể sử dụng được. Đó. Và hôm nay Cường sẽ test trải nghiệm trên những cái thiết bị gọi là rất là bình thường thôi. Thay bằng mấy lần trước thì mình sử dụng cái mixer Yamaha LS9 để mình test, thì hôm nay mình chỉ sử dụng một cái mixer rẻ tiền, đó là mixer Midas MR12 quý anh chị nha, có giá 11 triệu. Thì với cái mixer này chúng ta sẽ chỉnh bằng iPad hoặc là laptop. Và đây, trước mắt của Cường đây cũng đang có một con vang số quý anh chị nha. Con vang số mà theo mình đánh giá thì trong các cái loại vang số giá tầm 17 18 triệu đổ lại á, thì hiện tại nếu mà để nói về cái độ chất âm mà chân thật á, thì riêng cái dòng D8 và Tech Pro C8 thì nó đang nắm trùm trong phân khúc mà mười mấy triệu đổ lại quý anh chị nha. Tuy nhiên thì cái con C8, Tech Pro C8 này hiện tại giá thị trường là tầm 12 triệu rưỡi, nhưng mà bên Cường đang bán với giá 9 triệu rưỡi thôi. Sản phẩm được bảo hành 1 năm nhé quý anh chị. Và đầu tiên thì Cường sẽ test ở trên cái vang số này trước, và sau đó Cường sẽ test qua mixer để cho mọi người chúng ta nghe và so sánh nha. Và trong quá trình quay ấy, thì Cường sẽ sử dụng một cái điện thoại để Cường quay nhé. Cường quay để quay âm thanh luôn đấy. Còn bây giờ hiện tại thì Cường đang dùng một cái máy quay để quay review chi tiết cái bộ loa này cho mọi người chúng ta xem ạ. Thì cái bộ CS1000 này nó bao gồm hai cái sub và hai cái full quý anh chị nha. Hai cái sub và hai cái full column array rất là bé, siêu bé luôn, nhưng mà công suất rất là lớn quý anh chị nha, kêu rất là lớn. Đây, trước khi trải nghiệm thì Cường sẽ quay sơ một vòng cho quý anh chị chúng ta xem. Đây là thiết kế cái sub bên dưới. Phía hai bên hông thì nó có hai cái quai sách, cũng có dập cái logo của FPT quý anh chị nha. Có logo của FPT. Thì cái bộ này như Cường đã giới thiệu thì nguyên cái bộ loa này có giá 132 triệu quý anh chị nha. 132 triệu. Tuy nhiên thì khi quý anh chị chúng ta mua thì Cường sẽ bớt một chút nhé. Sản phẩm được bảo hành 1 năm quý anh chị ha. Và đây là cái mặt lưới. Và với cái bộ sản phẩm này sẽ có hai tông màu cho chúng ta lựa chọn, đó là black và white nha, trắng và đen nhé quý anh chị. Chúng ta sẽ lựa chọn theo cái nhu cầu và sở thích của chúng ta. Và đây là cái mặt sau. Mặt sau của nó thì bao gồm một cái ngăn để chúng ta gắn cái loa phun vào đây. Có nghĩa khi mà chúng ta muốn di chuyển, chúng ta sẽ nhét cái loa phun và cây trống cũng như là dây loa, dây nguồn chúng ta nhét gọn vào hết trong này quý anh chị ha. Đó thì rất là gọn gàng, mỗi bên thì chúng ta nhét gọn chỉ thành một cái sub như thế này thôi. Cái phun chúng ta sẽ nhét ngang vào đây ha. Và dưới đây là cái bo công suất của cái bộ loa này. Loa này là loa tích hợp liền công suất quý anh chị nha. Thì nếu như chúng ta sử dụng gia đình nhé ha, thì tốt nhất chúng ta nên chọn loa liền công suất. Tại vì khi mà cái loa liền công suất á, thì nó đã tích hợp sẵn cái reset cũng như là DSP của hãng ở trong cái bo công suất rồi, thì khi về chúng ta sẽ không cần phối ghép lằng nhằng nữa. Thay bằng quý anh chị chúng ta mua những cái bộ loa đắt tiền mà chúng ta về ghép main và ghép cái DSP chúng ta không có reset của hãng á, thì chúng ta gắn vào nó sẽ không có đạt hiệu quả quý anh chị nha.
Đấy, thì đây loa ACT liền công suất nha, tích hợp cả DSP thì quý anh chị chúng ta cứ an tâm cắm nguồn vào là chơi thôi, không có gì băn khoăn lo lắng. Và ở đây nó tích hợp với 8 reset quý anh chị nhé. Ở trong cái bao công suất này nó tích hợp 8 reset của hãng luôn. Chúng ta lựa chọn theo cái ý của mình ha. Thì đối với cái loa này chúng ta có thể nâng cao thêm được nữa này quý anh chị. Chúng ta có thể nâng cao lên hoặc là chúng ta hạ thấp xuống một nửa chừng này. Chúng ta vặn bớt khúc nối này ra ha. Nó rất là phù hợp cho quý anh chị chúng ta chơi gia đình, những cái phòng gọi là lớn nhỏ gì chúng ta cũng có thể chơi được hết nha. Tại vì cái súp của nó đánh ra rất là gọn, nó sẽ không có bị khi mà không gian nhỏ hoặc là không gian lớn chúng ta đều có thể ứng dụng được, rất là tuyệt vời. Hoặc là quý anh chị chúng ta làm những cái show party ở ngoài trời á, tầm gọi là nếu mà không gian đông người ngồi san sát nhau thì nó sẽ được tầm 15 mâm quý anh chị nhá, sẽ phục vụ được tầm 15 mâm đó. Tuy nhiên cũng tùy nhu cầu. Thì những cái bộ này ở bên nước ngoài á, người ta vẫn sử dụng cho các cái show party ngoài trời với không gian rất là lớn quý anh chị ha. Tuy nhiên thì cái mức âm lượng của nó nghe thì cũng trong giới hạn thôi nhé, chứ không có phải hầm hố được như các cái bộ loa lớn cồng kềnh ha. Thì cái video mà test cái âm thanh ngoài trời á, Cường cũng đã có quay review chi tiết rồi quý anh chị ạ. Thì hôm nay Cường sẽ test ở trong nhà nhé. Hôm nay video này Cường sẽ test trong nhà và test bằng cái vang số cũng như là một cái mixer rẻ tiền. Rồi sau đây thì không có lòng vòng nữa, mất thời gian của anh chị. Bây giờ Cường sẽ tiến hành dời cái bộ loa này sát qua vào phía trong góc kia. Và Cường sẽ tiến hành kết nối dây rắc tín hiệu và test chất âm cho quý anh chị chúng ta nghe thử nha. Hello tất cả mọi người nhé. Và bây giờ thì Cường đã dọn hai cái cây loa vào phía trong cho nó gọn gàng ngăn nắp rồi. Cũng như là Cường đã câu cái vang số vào rồi mọi người ha. Thì đây mình đang câu cái vang số Tech Pro C8. Thì cái Tech Pro C8 này và cái vang số D8 nó là một thứ quý anh chị nha. Nó như nhau ha, tất cả như nhau. Đây, thì mình đang dùng một cây micro sensor EM3031 tay SKM5000. Thì cái bộ này mình đang bán với giá là 18 triệu thôi. Bộ này một tay nhé, một tay mic quý anh chị nha. Đó, mình cắm thẳng xuống cái vang số quý anh chị nha. Cắm thẳng xuống vang số. Và mình không chỉnh EQ nha, loa lead mình để nguyên. Ở phía sau này mọi người, phía sau này thì mình dùng hai cái dây này để in vào hai vế loa, bên này một dây, bên kia một dây quý anh chị nha. Đó. Rồi micro mình cắm vào in 1 và đường nhạc mình cắm vào cái đường AV input quý anh chị nha. Đây. Loa đây quý anh chị ha. Hôm nay thì Cường sẽ test trên cái bộ CS1000 này quý anh chị. Đầu tiên thì Cường sẽ test bằng vang số. Sau đó thì Cường sẽ test bằng mixer để cho quý anh chị chúng ta nên suy nghĩ rằng là cái loa xịn chúng ta nên sử dụng mixer hay là nên sử dụng vang số. Và mixer có dễ dùng hay không, vang số có dễ dùng hay không nha. Thì ở cái phần gọi là cái nào dễ dùng hơn cái nào và nên dùng cái nào thì Cường sẽ chia sẻ ở phần cuối video. Sau đây thì Cường sẽ kẹp cái điện thoại lên chân máy quay và Cường sẽ phát thử một cái đoạn nhạc cho mọi người chúng ta nghe nha. Ở trên cái bộ loa FPT CS1000, bộ này thì có giá 132 triệu quý anh chị nha, là bộ loa không nhá. Đó, và sản phẩm là được bảo hành 1 năm quý anh chị nha. FPT CS1000 Made in Italy, hàng mới, được bảo hành 1 năm quý anh chị ạ. Thì đây tất cả là loa liền công suất nha. Và chúng ta sẽ phối ghép với vang số hay là mixer và micro nào thì chúng ta sẽ lựa chọn sau ha. Đầu tiên thì mình đang nói tới cái bộ loa. Đó, bộ loa này là Made in Italy và liền công suất. Chỉ cần ghim điện vào, ghim một cái mixer hoặc một cái vang số vào là chúng ta có thể chơi nha. Không cần thêm bất kỳ một thiết bị gì hết. Rồi, ok, sau đây thì Cường sẽ test thử một đoạn nhạc nhé. Rồi, ok mọi người, và bây giờ thì Cường sẽ test thử một cái đoạn nhạc ở trên cái vang số mọi người ha. Cường phát nhạc từ cái laptop đi thẳng ra luôn nhé. Rồi, bây giờ Cường sẽ lên nhạc này, làm nhiều lượng của nhạc. Không có cắt EQ với chị nha. Cái đường ra loa và đường micro là và cái đường mixing là không cắt luôn nhé. Quanh
vừa nghe từ một cái đoạn nhạc nhé mọi người, và Cường phát từ cái máy tính nhá, đi vào cái van số và ra cái loa thôi mọi người nhá. Tất cả EQ là Cường không có chỉnh chọn gì hết nhé mọi người, tại vì thật sự thì cái bộ loa này là một cái bộ loa cao cấp rồi, chúng ta cũng không cần phải can thiệp EQ gì cũng đó nhiều đâu ha. Và sau đây thì Cường sẽ test thử cái tiếng vocal cho mọi người chúng ta nghe thử nhá. Đấy, và có nhiều quý chị chúng ta cũng thường thắc mắc rằng là cái micro xịn thì có hát được trên van số hay không, thì nhân tiện đây mình cũng hát thử cho mọi người chúng ta nghe thử luôn nhá. Ok, là bây giờ mình sẽ lấy nhạc ở trên YouTube nha, lấy nhạc trên mạng thôi chứ không có gì gây gớm hết mọi người ha, chứ không có phải xài nhạc mua hay là nhạc gì. Rồi, y như cũ, u như kỹ ha, lấy cái bài Một Thuở Yêu Người. Một Thuở Yêu Người nhé mọi người. Rồi, tạm thời cho nhạc dừng lại để mình thử cái micro không trước đã nha. Và ở trên cái van số thì mình sẽ hát cả delay cả reverb nhé, hoặc là quý chị chúng ta cũng có thể dùng reverb không thôi, không cần dùng delay nhiều. Sau đây mình sẽ trộn lại cho nó phù hợp với nhau ha. Lên 6-7 lên 6-7 ví dụ như delay nhiều quá mình sẽ bớt đi. Lên 6-7 đừng buồn gì nhau. Lên hey. Check 1 2 1 2 1 2 check 1 2. Đó. À, bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhá. Lên nhạc Một Thuở Yêu Người. Lên sóng bảy hey. Check 1 2 1 2 check. Lên sóng bảy lên sóng bảy lên sóng cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lối đi cùng. Cớ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nuôi ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đến chữ nguyên tình nồng ấm. Tại trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ok, lên sóng đó mình dùng vừa delay vừa reverb nhé, nói chung là đậm chất của van số. Này, giờ kéo effect xuống lên đó, nói chung là mình khi mà cắm qua van số thì mình sẽ dùng chút delay. Nói chung là quý chị nào mà đã dùng qua cái van số thì chắc chắn là đa số quý chị chúng ta cũng thích hát cái delay của nó cho nó nhái 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 ha. Nhưng mà đúng thật sự thì nếu mà chúng ta hát để cho nó gọi là nó hay, nó chuyên nghiệp ấy, và chúng ta hát những cái micro xịn như thế này á, thì chúng ta hạn chế dùng delay, chúng ta chỉ nên dùng reverb quý chị nhá. Chúng ta dùng reverb cộng delay, nhưng mà delay chúng ta sẽ để ít hơn ha. Đó, như lúc nãy Cường hát thì để cái delay nó hơi nhiều ấy. Bây giờ ví dụ mình lên cái effect và mình trộn cái delay reverb lại cho quý chị chúng ta nghe thử này. Lên. Đó, đây là delay đang nhiều này, bây giờ giảm bớt này. Lên. Sóng bảy. Rồi bây giờ tăng reverb nha. Lên. Sóng bảy. Đừng buồn gì nhau. Lên. Rồi giảm bớt delay.
lên sóng 7, lên sóng 7. Đó, mình sẽ cho 45% delay và cái reverb mình cho lên 56 đi. Ok, mình tua lại cái bài này và mình hát lại ở trên cái hướng effect khác nha. Nhiều reverb và ít delay. Lên sóng. Đó, trên vang số nhé. Vang số này reverb cũng rất là hay. Chúng ta muốn dùng reverb thì dùng, mà dùng delay thì dùng nhé. Lên sóng về. Hey, check. One, two, one, two. Đọc sóng về. Hey. Tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù uy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lối đi về. Ngỡ sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời, càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đến chính nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu, những ngăn tình thơ ấu, tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đến chính nguyên tình nồng ấm. Gối chăn thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ok, và quý anh chị chúng ta vừa nghe mình test cái vocal, test cái mic ở trên cái vang số Tech Pro C8 và hát trên cái bộ loa FPT CS1000 Made in Italy, và mình test bằng hai hướng effect khác nhau. Cái đoạn đầu tiên là mình hát delay nhiều và ít reverb. Còn cái đoạn vừa hát xong là mình đang hát bằng cái reverb nhiều hơn delay. Ha. Ok. Rồi bây giờ thì Cường sẽ tắt cái vang số và Cường sẽ chuyển qua cái mixer quý chị nha. Chuyển qua cái mixer, sẽ dùng mixer, không dùng vang số nữa mà sẽ dùng mixer. Và cái mixer thì giá cũng ngang ngửa cái vang số thôi. Cái vang số này thì Tech Pro C8 giá thị trường đang bán là tầm 12 triệu rưỡi nha. Nhưng Cường đang bán với giá 9 triệu rưỡi. Và bây giờ sau đây Cường sẽ chuyển qua cái mixer Midas MR12 có giá 11 triệu quý chị nha. Có giá 11 triệu cái mixer. Rồi, sau đây Cường sẽ chuyển cái dây tín hiệu qua. Rồi, hello mọi người. Và bây giờ thì Cường đã câu cái mixer Midas MR12 đã câu vào cái bộ loa FPT CS1000 này rồi nhá mọi người. Và bây giờ thì đầu tiên Cường sẽ test thử một cái đoạn nhạc, và Cường sẽ test cái đoạn nhạc lúc nãy luôn cho mọi người chúng ta nghe thử nhá.
Đúng lý ra thì Cường sẽ test rất là nhiều loại nhạc để cho chúng ta nghe nó chúng ta dễ phân biệt hơn. Tuy nhiên ở trên YouTube thì Cường không dám test nhiều loại nhạc quý chị nhá. Tại vì mình sử dụng lại cái nhạc mà ta sẽ bị đánh bản quyền cho mọi người. Thì mọi người thông cảm, mình sẽ dùng một cái bài này thôi mọi người nhá. Rồi sau đây Cường sẽ play nhạc. Rồi Cường đang ghi nhạc vào cái line số 3, số 4 ở trên cái mixer. Và không có cách EQ gì hết nha mọi người. Cường cảm thấy tiếng khác rất là nhiều. Rất là tuyệt vời nhé quý chị nha. Chúng ta có thể chỉnh cái delay, nói chung là giống như cái ampli, giống như vang số này nọ được hết luôn. Toàn bộ chúng ta có thể chỉnh tùy ý nhé. Rồi sau đây Cường sẽ test thử nhé mọi người. Đầu tiên thì Cường sẽ chưa có lên effect đâu ha. Cường sẽ test cái tiếng mộc trước đi ha. Rồi bây giờ Cường test tiếng mộc trước này. Thì EQ này nọ các thứ Cường low cut ở 80Hz mọi người nha, low cut 80Hz. Và Cường cũng có cắt một chút xíu ngay cái vị trí bao nhiêu đấy để Cường xem là 160Hz. Cường cắt khoảng tầm 1.5 dB thôi, không cắt nhiều mọi người ha.
còn check trước để nguyên luôn, và Cường sẽ đẩy lên và Cường sẽ căn chỉnh và cắt làm sao cho nó phù hợp nhé mọi người. Nói chung là trên loa thì Cường không cắt, Cường chỉ cắt cái line của micro quý chị nhé, cái line input của micro Cường chỉ chỉnh ở cái line input của micro thôi, còn cái master ra loa mình để nguyên xi nhé, không đụng chạm nhé quý chị. Lên 6, 7, lên 5, lên đó, nó dư chỗ nào mình cắt chỗ đó. Lên 6, 7, lên 5, 6, 7, lên 6, 7. Đó, lớn quá mình sẽ cho nhỏ bớt chút nha. Lên 6, 7, hey, check 1, 2. Rồi giờ lên reverb này. Lên 6, 7. Đó, mình ngồi trước dưới cái loa nó hơi ôm chút xíu nha mọi người. Để reverb lên nó hơi ôm chút xíu nha. Lên 6, 7. Đó, mình sẽ để ít reverb lại. Lên. Ok, bây giờ mình lên lại cái bài nhạc lúc nãy và hát lại nha. Mình sẽ đứng cách xa loa chút xíu cho nó đỡ bị ôm mọi người ha. Nghe cho nó sạch sẽ chút xíu. Rồi lên nhạc này. Lên 6, 7, 8, check 1, 2, check 1, 2. Lên 6, lên tí reverb ha. Lên 6, 7, 5, tính chép phê nữa nha. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp mơ ngơ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời, càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm chinh nguyên tình nồng ấm. Gối trăng thật yêu dấu, những ngàn tình thơ ấu, tại trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm chinh nguyên tình nồng ấm. Gối chân thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu, tại trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Lên sóng ok. Đó, cái đoạn đầu thì mình để tiếng micro hơi lớn, sau này mình kéo bớt chút xíu nhé. Đó, rồi bây giờ tắt reverb này. Mọi người đang nghe cái tiếng bọc ha. Qua cái mixer là tiếng khác liền, khác hoàn toàn luôn mọi người ạ. Cho dù chúng ta có mở lớn hay là hát lớn thì cái tiếng nó vẫn rõ, nó không có bị méo đi mọi người nhé. Tuy nhiên thì theo mình cảm nhận rằng là khi mà chúng ta dùng trên cái vang số, khi hát lớn hoặc là mở nhạc lớn, cái tiếng nó có một chút gì đó nó bị méo méo, nó ảo, nó không còn chi tiết quý chị nhé. Còn qua cái mixer
thì nó rất là chi tiết. Tuy nhiên cái mixer thì chúng ta sẽ căn chỉnh một chút xíu ở trên line micro với chị nhé. Hiện tại đây thì Cường cắt chỉ đúng một điểm equalizer thôi mọi người nhé, chỉ đúng một điểm thôi, đó là cái vị trí 160 Hz, còn đâu Cường để nguyên luôn quý vị ha. Đó thì quý chị nào có nhu cầu sở hữu các cái thiết bị âm thanh từ bình dân tới cao cấp thì cứ liên hệ với Cường nhé. Và Cường xin báo giá lại thì cái combo loa FPT CS1000 này hiện đang có giá là 132 triệu và có bớt cho quý chị nha. 132 triệu là nguyên một bộ loa quý chị nha, chưa bao gồm mixer và micro hay là vang số quý chị nha. Thì cái loa này là loa liền công suất, chúng ta về ghim điện vào là xong, chúng ta cắm từ mixer xuống là xong thôi quý chị nha, không cần dùng thêm vì và không cần phải làm cái gì luôn quý chị nha. Đấy, không cần làm pha, làm phít rồi EQ, không cần chỉnh luôn, cứ để thế mà quất thôi quý chị nha. Rồi, bây giờ thì nhớ đăng ký kênh của Cường nhé quý chị. Để clip sau, Cường sẽ review vang số và mixer Midas MR12 trên cặp loa FPT ZMAX 114A có giá 57 triệu quý chị nha. Rồi, bây giờ chào quý chị ạ.